thực hiện dự án năm về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn các huyện Tô Mơ Rông, Cẩm Long, Gia Đa Rai có gần 2.300 hộ nghèo cận nghèo có nhà ở chưa đảm bảo ba cứng, gồm hơn 2.000 hộ nghèo và trên 200 hộ cận nghèo. Hiện nay chương trình đã hỗ trợ 565 hộ xây dựng và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có trên 7.000 hộ nghèo, cận nghèo, có nhà ở chưa đảm bảo ba cứng theo chiều thiếu hụt về chất lượng và diện tích, gồm trên 5.500 hộ nghèo và gần 1.500 hộ cận nghèo.